A về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay A về danh. Hello hello, xin chào tất cả các em, chào mừng tất cả các em đã đến với khóa học toán cùng với Vietchat. Và ngày hôm nay cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về một bài học mới, đó là bài 24 so sánh phân số hỗn số dương. Thì như cái tiêu đề đầu bài mình cũng thấy được, đó là cái bài học ngày hôm nay các bạn sẽ cần phải nắm được cách để so sánh hai phân số với nhau và nắm được thế nào là một hỗn số dương. Ngoài ra nhá, các bạn sẽ cần có thêm nhiều những cái thuật ngữ mới như là quy đồng mẫu nhiều phân số, về cách để so sánh hai phân số và nhận biết hỗn số dương, cũng như là vận dụng vào trong những cái bài toán thực tế nhé. Rồi, thế như thường lệ khi chúng ta tìm hiểu về một bài học mới thì mở đầu luôn luôn là một tình huống đặt vấn đề, đúng không? Thì ở đây tình huống mở đầu của mình sẽ liên quan đến chia bánh. Bạn vuông thì bạn còn lại 3/4 cái bánh, còn bạn tròn còn lại 5/6 cái bánh. Bạn pi đố rằng đố em biết phần bánh còn lại của bạn nào nhiều hơn. Thì muốn so sánh được hai cái phần bánh này ấy, xem là ai còn lại nhiều hơn ấy, đồng nghĩa với việc ta sẽ phải so sánh phân số 3/4 và 5/6, đúng không? Vậy thì bài học ngày hôm nay sẽ trả lời cho chúng ta câu hỏi là so sánh hai phân số này là như thế nào nhá. Rồi, sau khi đã đặt xong vấn đề rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phần tìm hiểu. Một nhỏ quy đồng mẫu nhiều phân số. Ở đây chúng ta sẽ có hai hoạt động khám phá nhỏ, cô và các bạn sẽ thực hiện luôn nhé. Hoạt động số 1, em thực hiện các yêu cầu sau để quy đồng mẫu 2 phân số 5/6 và 7/4. Tìm bộ chung nhỏ nhất của hai mẫu số. Và thứ hai là viết phân số mới bằng phân số đã cho và có mẫu là số vừa tìm được. Rồi, bây giờ mình sẽ cần đi tìm bộ chung nhỏ nhất của hai mẫu số nhé. Cái bộ chung nhỏ nhất ấy đã được học ở kỳ 1 rồi, nên bây giờ chúng ta sẽ học sẽ tìm một cách nhanh chóng nhé. Hoạt động số 1 này, ta có nhé 6 phân tích được thành 2 × 3, đúng không? Còn 4 thì sẽ bằng 2 mũ 2. Bộ chung nhỏ nhất của 6 và 4 ấy, mình của tìm của mẫu thôi nhé, chứ không của tử nhé. Của 6 và 4 thì sẽ bằng các thừa số chung và riêng với số mũ lớn nhất. Ở đây 2 là thừa số chung và mũ lớn nhất là 2. 3 là thừa số riêng với số mũ lớn nhất là 1. Thì đây mình sẽ nhân lại là 12, được chưa? Đó, mình đã tìm xong bộ chung nhỏ nhất của hai số rồi. Thì bây giờ mình sẽ cần viết hai phân số mới bằng hai phân số đã cho và có mẫu là số vừa tìm được. Nghĩa là mẫu của mình sẽ là 12. Mà mình đã học cái tính chất cũng như là phân số bằng nhau ở cái bài học hôm trước, đúng không? Tính chất cơ bản của phân số ấy, mình sẽ nhân cả tử và mẫu với một số để được nó là bằng 12. Thì ở đây 6 mình sẽ nhân với bao nhiêu nhỉ? Nhân cả tử và mẫu với 2, đúng không? 5/6 nhá, nhân cả tử và mẫu với 2 này, thì sẽ là 10/12. Và phân số mới này hoàn toàn bằng phân số đã cho theo tính chất cơ bản của phân số, đúng không? Tiếp 7/4 nhá, mình sẽ nhân cả tử và mẫu với bao nhiêu nhỉ? 13, đúng chưa? Để được 12, để được cái mẫu mình vừa tìm ra là bộ chung nhỏ nhất ấy, 12. Còn 7 × 3 là 21. Đó, được chưa? Rồi, thế thì tương tự với hoạt động số 1, em hãy quy đồng mẫu phân số -3/5 và -1/2. Nhưng mà trước khi thực hiện hoạt động số 2 thì bây giờ mình sẽ rút ra được nhận xét sau cái hoạt động số 1, đó là cái quy đồng mẫu ấy, tức là các bạn sẽ đưa về cùng một mẫu, đưa hai phân số đã cho về hai phân số mà có cùng mẫu số với nhau bằng cách là mình sẽ đi tìm bộ chung nhỏ nhất của các mẫu số. Các bạn có thể tìm bộ chung thôi cũng được, nhưng mà nó sẽ cái thừa số nhân lên này, nó sẽ to. Và nếu như những cái số phân số mà nó to hơn ý, ví dụ như phân số có 3 chữ số chẳng hạn, thì khi các bạn nhân lên các bạn sẽ rất là vất vả nếu như mà tìm bộ chung thôi ý. Nên là tối ưu nhất mình vẫn nên tìm bộ chung nhỏ nhất nhé, để tìm ra mẫu số chung. Ok, với hoạt động số 2 mình sẽ làm tương tự như hoạt động số 1. Bây giờ mình sẽ cần đi tìm bộ chung nhỏ nhất của 5 và 2, đúng không? Cô đẩy sách lên xíu nha. Hoạt động số 2 này, phân tích từng mẫu, nhưng mà ở đây 5 nó là thừa số nguyên tố rồi nên nó bằng 5, 2 thì bằng 2, đúng không? Nên suy ra bộ chung nhỏ nhất của 5, 2 sẽ bằng 5 × 2 luôn, đúng không? Và bằng 10. Rồi, sau khi đã có
cái bộ chung nhỏ nhất, nghĩa là mẫu thức chung rồi. Thì bây giờ mình sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số âm 3 phần 5 với 2, đúng không? Để được cái mẫu số mình vừa cần, mình vừa tìm ra là bằng 10 ấy. 5 x 2 là 10, âm 3 x 2 là âm 6, đúng chưa? Theo tính chất cơ bản của phân số, hai phân số này hoàn toàn bằng nhau nhé. Tiếp theo, trừ 1 phần 2. Thì mình sẽ nhân cả tử và mẫu với 5, đúng không? Là sẽ bằng trừ 5 phần 10. Đó, đây chính là hai phân số sau khi quy đồng. Và nó đã về chung một mẫu là 10, đúng chưa nào? Rồi, tóm gọn lại sau hai hoạt động số 1 và hoạt động số 2 ấy, thì để quy đồng mẫu hai hay nhiều phân số có mẫu số dương nhé, ta sẽ làm như sau. Tìm một bộ chung, thường là bộ chung nhỏ nhất của các mẫu để làm mẫu chung. Hai, tìm thừa số phụ của mỗi mẫu bằng cách chia mẫu thức chung cho từng mẫu, giống như này này. Các bạn sẽ lấy 10 chia cho 5 được 2 thì mình sẽ biết là nhân cả tử và mẫu với cái thừa số phụ là 2, đúng không? Để được âm 6 phần 10 nhá. Tiếp theo, 10 này chia cho 2 sẽ được 5 thì nhân cả tử và mẫu với thừa số phụ là 5 thì sẽ được âm 5 phần 10, được chưa? Đấy là thừa số phụ nhá. Tiếp theo, nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng thì mình sẽ được các phân số sau khi quy đồng, đúng không? Dành cho các bạn nào thắc mắc là phân số có mẫu dương ấy, thì là nhớ là nếu như có số âm ở dưới mẫu ấy, thì các bạn nên thực hiện là chuyển phân số về phân số có mẫu số dương trước, bằng cách mình sẽ nhân cả tử và mẫu với âm 1 nhé. Rồi. Hoặc là đơn giản hơn thì các bạn chỉ cần chuyển đổi cái dấu của mẫu lên cho dấu của tử là xong. Ok, mình cùng tiếp tục nhé. Ví dụ số 1 này, để quy đồng mẫu hai phân số 5 phần 6 và 3 phần 5 8, ta sẽ làm như sau. Đưa về phân số có mẫu số dương. Ở đây mình có 3 phần âm 8 ấy, là mẫu số của phân số này đang âm, đúng không? Thì các bạn sẽ chuyển đổi cái dấu âm này ở dưới mẫu lên trên của tử. Hay nói cách khác là mình đang thực hiện nhân cả tử và mẫu với âm 1 á. Được chưa? Thì 3 nhân âm 1 sẽ bằng âm 3, âm 8 nhân âm 1 sẽ bằng dương 8. Đó. Tiếp theo mình sẽ cần tìm mẫu thức chung của 6 và 8. Thì mình sẽ tìm bộ chung nhỏ nhất của 6 và 8, đúng không? Mà nó sẽ bằng 24. Bây giờ mình sẽ tìm thừa số phụ nhá. 24 chia cho 6 ấy, thì sẽ bằng 4, đúng không? Rồi, thừa số phụ của phân số thứ nhất sẽ là 4 nhá. Thừa số phụ của phân số thứ hai mình sẽ lấy 24 chia cho 8 sẽ được 3. Bây giờ công việc tiếp theo là mình sẽ nhân cả tử và mẫu của từng phân số với cái thừa số phụ tương ứng. Thì 5 phần 6 mình sẽ nhân cả tử và mẫu với thừa số phụ là 4, đúng không? Thì 5 x 4 sẽ bằng 20 và 6 x 4 sẽ bằng 24, được chưa? Tiếp theo, 3 phần âm 8 thì mình sẽ nhân cả tử và mẫu với 3, đúng không? Cái này mình chuyển về phân số dương rồi nhá. Là âm 3 phần 8 rồi. Thì mình âm 3 nhân âm dương 3 sẽ bằng âm 9. Mà 8 x 3 sẽ bằng 24. Đó. Với các phân số có mẫu số âm thì ta viết lại thành phân số mới bằng nó nhưng có mẫu số dương trước rồi mình hãy quy đồng nhé. Được chưa? Vậy thì khi các bước thực hiện cái quy đồng này các bạn đã nắm được chưa? Đầu tiên là mình sẽ xem xét những cái phân số mà có mẫu số âm ấy, mình sẽ chuyển về mẫu số dương trước đã. Sau khi đã chuyển về mẫu số dương rồi, mình sẽ đi tìm bộ chung nhỏ nhất của tất cả các mẫu. Đi tìm xong bộ chung nhỏ nhất rồi, mình sẽ đi tìm thừa số phụ bằng cách lấy cái bộ chung nhỏ nhất đấy, chia cho từng mẫu số, mình sẽ được từng cái thừa số phụ tương ứng. Sau đó bước số 3 là mình sẽ nhân cái phân số đấy tương ứng với cái thừa số phụ để ra được cái phân số mình cần. Ở đây 20 phần 4 và âm 9 phần 4 là hai phân số có cùng mẫu nhé. Nắm rõ được ví dụ số 1 rồi đúng không? Thì cô trò mình sẽ chuyển qua luyện tập số 1 để củng cố thêm nhé. Ở luyện tập số 1 cũng yêu cầu chúng ta là quy đồng các phân số. Ở đây có 3 phân số nhé. Thì tất cả các phân số của mình thì đều có mẫu số dương rồi, nên cô không cần cái bước mà chuyển phân số về mẫu số dương nữa. Mà bây giờ mình sẽ tiến hành luôn tìm bộ chung nhỏ nhất nhé. Luyện tập 1 này. Tìm mẫu thức chung. Nào, mình sẽ có bộ chung nhỏ nhất của cả 3 mẫu là 4, 9 và 3. 4 thì sẽ bằng 2 mũ 2, 9 thì bằng 3 mũ 2, 3 thì bằng 3, đúng không? Thì nó sẽ bằng 2 mũ 2 x 3 mũ 2, thì của các thừa số chung và riêng. 4 x 9, 36. Ha. Rồi, bây giờ sẽ tìm thừa số phụ nhé. Rồi, mình sẽ lấy 36 chia cho từng mẫu 1.
Ở đây mình sẽ lấy 36 chia cho 4 trước thì được 9 này. 36 chia cho 9 thì được 4 này. Và 36 chia cho 3 thì sẽ được 12, đúng chưa? Rồi, tương ứng với từng cái phân số 1 nhé. Bây giờ mình sẽ quy đồng này. Đầu tiên phân số âm 3/4. Thừa số phụ tương ứng của nó là 9. Đúng chưa? Thì mình sẽ nhân cả tử và mẫu với 9 nhé. Âm 3 x 9 là âm 27. 4 x 9 là 36. Xong. Tiếp theo, đến phân số 5/9. Mình sẽ nhân cả tử và mẫu với thừa số phụ tương ứng là 4. 5 x 4 trên 9 x 4. 5 x 4 là 20, 9 x 4 là 36. Đúng chưa? Ok, tiếp nhá. 2/3. Mình sẽ nhân cả tử và mẫu với thừa số tương ứng, thừa số phụ tương ứng là 12 trên 3 nhân 12. 2 nhân 12 sẽ là 24, 3 nhân 12 sẽ là 36. Đúng chưa? Đó, mình đã kết thúc xong phần quy đồng, đưa được tất cả các phân số về những cái phân số mới bằng nó và có cùng mẫu số chung. Đúng chưa? Phân số nhá. Hai nhỏ so sánh hai phân số. Các bạn ghi nào. Đối với việc so sánh hai phân số thì tìm hiểu một phần kiến thức mới lúc nào cũng thế, sẽ luôn luôn mở đầu bằng cái hoạt động khám phá, đúng không? Thì hoạt động khám phá so sánh hai phân số cùng mẫu, mình sẽ có hoạt động số 3 ở trong đây. Em hãy nhắc lại quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu, tử và mẫu đều dương, rồi so sánh hai phân số 7/11 và 9/11. Rồi, hoạt động số 3 nhé. Nhắc lại đồng nghĩa với việc là chúng ta đã học cách so sánh hai phân số có cùng mẫu rồi, đúng không? Nếu như hai phân số có cùng mẫu ấy thì mình chỉ cần so sánh tử với nhau, đúng không? Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn. Ngược lại, phân số nào có tử nhỏ hơn thì nhỏ hơn, đúng không? Đấy là quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu nhé. Thì bây giờ mình sẽ so sánh 7/11 và 9/11. Thì hai phân số này là hai phân số có cùng mẫu rồi. Bây giờ mình sẽ so sánh là... Cô có cần nhắc lại quy tắc không? Thôi, cứ viết lại nhé. Quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu. Ở đây người ta chú thích cho mình đó là tử và mẫu đều dương nhé. Rồi, thì quy tắc hai phân số có cùng mẫu thì là mình sẽ so sánh tử số với nhau. Vậy, tử số nào lớn hơn? Lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Được chưa? Nó hơi mờ xíu nhỉ. Ok, các bạn thấy rõ hơn chưa? Rồi nhá, quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu trong đấy tử và mẫu đều dương là so sánh tử số với nhau. Tử nào lớn hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn nhá. Bây giờ mình sẽ phân tích vào cái ví dụ để so sánh 7/11 và 9/11 nhá. Thì hai phân số này có cùng mẫu rồi. Giờ mình sẽ chỉ cần so sánh tử với nhau thôi. Thì 7 nhỏ hơn 9 đúng không? Nên phân số 7/11 của mình sẽ nhỏ hơn 9/11, đúng không? Vậy thì khi các bạn thấy đấy, khi mà mình chuyển được những cái phân số của mình về hai phân số mà có cùng mẫu số dương ấy bằng cách quy đồng ấy, thì hoàn toàn mình có thể so sánh tử số của nó với nhau một cách nhanh chóng và suy ra được cái phân số, so sánh được hai phân số mà mình cần, đúng chưa? Em hiểu không? Tương tự nhá, đối với hai cái phân số có cùng một mẫu dương bất kỳ thì ta sẽ có quy tắc này. Trong hai phân số có cùng mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Đó. Cùng mẫu dương nhá, chứ không phải cùng mẫu âm hay là gì hết. Đây, các bạn quan sát vào cái ví dụ số 2 này. Mình sẽ có -5/7. Sẽ nhỏ hơn 3/7 vì cái tử số của mình là -5 sẽ nhỏ hơn 3. Đúng không? -5 và nhỏ hơn 3. Còn -7/21 và -11/21 thì vì
âm 7 lớn hơn âm 11 ấy, nên là âm 7 phần 21 sẽ lớn hơn âm 11 phần 21 nhé. Hiểu không? So sánh hai phân số có cùng mẫu, khi nó đã cùng mẫu rồi mình chỉ cần so sánh tử với nhau, tử số nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Được chưa? Kệ, sau khi đã nắm vững được những cái quy tắc đấy rồi thì bây giờ cô và các bạn sẽ cùng xử lý luyện tập số 2 nhé. Cô sẽ đẩy sách giáo khoa lên nha. Luyện tập số 2. Tìm dấu tích hợp lớn hơn, nhỏ hơn thay cho dấu hỏi chấm. Luyện tập 2. Hai phân số này là hai phân số có cùng mẫu dương rồi đúng không? Bây giờ mình chỉ cần so sánh tử. Vì âm 2 lớn hơn âm 7 nên âm 2 phần 9 sẽ lớn hơn âm 7 phần 9 đúng không? Ta sẽ điền âm 2 phần 9 lớn hơn 7 phần 9 ha. Ok, tiếp đi B nhá. 2 phân số 5 phần 7 và âm 10 phần 7 cũng là 2 phân số cùng mẫu số đúng không? Mẫu số dương. Nên là bây giờ mình sẽ so sánh tử với nhau. Hiển nhiên là 5 lớn hơn âm 10 rồi. Một số dương và một số âm mà, đúng chưa? Nên là 5 phần 7 sẽ lớn hơn âm 10 phần 7. Ok, do đó ta sẽ điền được là 5 phần 7 lớn hơn âm 10 phần 7. So sánh hai phân số có cùng mẫu số thì hai phân số này rất là dễ dàng đúng không? Mình chỉ cần so sánh tử với nhau, đúng chưa? Tiếp nhá. Đến với hoạt động số 4, đó là so sánh hai phân số không có cùng mẫu. Thì ở cái phần này chắc chắn là mình sẽ chuyển đổi, cố gắng chuyển đổi về cái tình huống bên trên. Tức là đưa chuyển về việc so sánh hai phân số không cùng mẫu, chuyển về việc so sánh hai phân số có cùng mẫu bằng cách chúng ta sẽ sử dụng quy đồng mẫu. Vừa rồi vừa học ở cái phần 1 nhỏ ấy. Được chưa? Nắm được ý tưởng chưa? Rồi, thì bây giờ mình sẽ cùng giải quyết hoạt động số 4 nhé. Để giải quyết tình huống mở đầu thì ta cần so sánh cái phần bánh còn lại của bạn vuông là 3/4 và phần bánh còn lại của bạn tròn là 5/6. Em hãy thực hiện các yêu cầu sau. Đầu tiên là viết hai phân số trên dưới dạng hai phân số cùng mẫu số dương bằng cách quy đồng mẫu số. Ở bước số 2 là mình sẽ so sánh hai phân số có cùng mẫu vừa nhận được, từ đó kết luận về phần bánh còn lại của hai bạn tròn và vuông. Rồi, nắm vững được công việc rồi đúng không? Bước 1 là bây giờ mình sẽ đi thực hiện quy đồng. Mà trong bước quy đồng ấy mình lại có rất nhiều bước nhỏ đúng chưa? Hoạt động số 4 nè. Đầu tiên là quy đồng nhé. Bước 1 là mình sẽ xem xét là có phân số nào có mẫu số âm không. Thì ở đây cả hai phân số đều là mẫu số dương, đúng chưa? Bước tiếp theo mình sẽ đi tìm bộ chung nhỏ nhất của hai cái mẫu đấy. Bộ chung nhỏ nhất của 4 và 6 thì sẽ bằng 12. Rồi, bây giờ tìm thừa số phụ nhé. Đây là cô vẫn trình bày tuần tự từng bước theo các bạn thôi. Sau này các bạn quen rồi ấy, thì việc trình bày này là, tức là ý cô là sau có những cái bài toán mà nó phức tạp hơn, nó cần những yếu tố quy đồng này, nó chẳng hạn những bài toán tính toán chẳng hạn, thì mình sẽ không lần lượt làm những cái bước này nữa mà mình sẽ thực hiện quy đồng một cách trực tiếp luôn nhá. Ok, tìm thừa số phụ mình sẽ lấy 12 chia cho 4 sẽ bằng 3 này. 12 chia cho 6 sẽ bằng 2. Sau khi đã tìm ra thừa số phụ của từng phân số rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành quy đồng. Ta có 3/4 nhân cả tử và mẫu với thừa số phụ là 3 đúng không? 3 nhân 3 trên 4 nhân 3. 3 nhân 3 bằng 9, 4 nhân 3 là 12. Được chưa? Tiếp 5/6. 5/6 mình sẽ lấy cả tử và mẫu với thừa số phụ là 2. 6 nhân 2 là sẽ bằng 10/12, đúng chưa? Rồi, sau khi đã tiến hành quy đồng xong rồi thì mình đã chuyển về được hai phân số có cùng mẫu số rồi. Bây giờ bước tiếp theo đó là bước so sánh. Mình đã học ở hoạt động bên trên là mình sẽ so sánh tử với nhau rồi đúng không? Khi nó cùng mẫu dương ấy thì vì 9 nhỏ hơn 10 nên mình sẽ có 9/12 sẽ nhỏ hơn 10/12, đúng chưa? Ok. Vậy từ đấy mình sẽ kết luận được là phân số 3/4 sẽ nhỏ hơn 5/6, hay
phần bánh còn lại của bạn tròn. Còn lại của bạn tròn. Dành cho bạn nào chưa nhớ thì hãy quay lại với tình huống mở đầu, đọc lại cái tình huống đầu bài nhé. Nãy cô cũng nói qua rồi đó. Hai phần bánh còn lại của bạn tròn lớn hơn của bạn vuông. Được chưa? Vấn đề đặt ra thì bây giờ đã được giải quyết rồi các bạn ạ. Đối với việc so sánh hai phân số không có cung mẫu, chốt lại là mình sẽ làm gì? Ta sẽ viết chung dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương bằng cách quy đồng, rồi so sánh các tự với nhau. Phân số nào có tự lớn hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn. Chuyển tiếp sang ví dụ số 3 nhé. Mình đã học xong cái phần so sánh các phân số có cùng mẫu hoặc là so sánh hai phân số không có cùng mẫu, tổng kết cho mình tất cả những cái ghi nhớ rồi. Thì cô và các bạn sẽ cùng nhau phân tích ví dụ số 3 nha. Ở ví dụ số 3 mình sẽ cần so sánh hai phân số đó là -7/12 và -11/18. Nhận xét đầu tiên đó là hai phân số này là hai phân số có mẫu số dương. Được chưa? Tiếp nữa là hai phân số này có hai mẫu số khác nhau. Đúng chưa? Không cùng mẫu. Thì bây giờ bước số 1 là mình sẽ chuyển nó về cùng mẫu trước đã bằng cách đó quy đồng. Quy đồng mẫu, mình sẽ tìm bộ chung nhỏ nhất của 12 và 18 thì sẽ bằng 36. Được chưa? Và các bạn thấy này, ở đây người ta đã rút các bước như là tìm thừa số phụ, đúng không? Mà thực hiện tiến hành quy đồng luôn. Đúng chưa? Sau khi đã tìm ra bộ chung nhỏ nhất là 36 rồi, mình sẽ tìm thừa số phụ lấy 36 chia 12 là bằng 3 và 36 chia 18 là bằng 2. Đấy, sau khi ra hai thừa số phụ rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành quy đồng. -7/12 ấy, thì mình sẽ nhân cả tử và mẫu với thừa số phụ tương ứng là 3 ấy, thì sẽ được -21/36. Tiếp, -11/18 nhân tương ứng với thừa số phụ là 2 thì mình sẽ ra -22/36. Sau khi đã xong như thế rồi, quy đồng xong nhá, đưa về cùng mẫu số dương rồi thì bây giờ mình sẽ so sánh tử với nhau, đúng không? Đi, -21 lớn hơn -22 nên phân số -21/36 sẽ lớn hơn phân số -22/36. Và do đó mình sẽ có -7/12 lớn hơn -11/18. Hiểu chưa? Hiểu đúng không? Bạn vuông thì có một lời nhắc nhở cho chúng ta là bạn nhớ chọn mẫu chung của các phân số là một số dương nhé. Để mình tiện trong quá trình mình so sánh ý. Chứ nếu các bạn để âm dương lẫn lộn ý, thì nó sẽ rất là khó so sánh. Nên là mình chốt lại một lần là mình sẽ chọn mẫu thức chung là số dương nha. Phân tích xong ví dụ số 3 thì các bạn đã hiểu hơn về cái việc so sánh hai phân số đúng không? Thì để hiểu hơn nữa thì mình sẽ cùng nhau giải quyết luyện tập số 3 nha. Ở luyện tập số 3 mình sẽ có cách so sánh các phân số sau. Ý A là 7/10 và 11/5. Ý B là -1/8 và -5/24. Nào, ý A trước nha. Cô dạo này bị nói nha, nếu mà bạn nào khó chịu thì cô sẽ cố gắng sửa đổi nhá. Cô sẽ cố gắng sửa đổi. Ý A này, 7/10 và 11/5 là hai phân số có mẫu số dương và không cùng mẫu, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đi tìm bộ chung nhỏ nhất của 10, 15. Nào, 10 sẽ phân tích được thành 2 x 5, đúng không? Còn 15 sẽ là 3 x 5. Vậy thì mình sẽ có bộ chung nhỏ nhất của 10, 15 sẽ là 2 x 3 x 5 là bằng 30. Sau khi đã tìm được bộ chung nhỏ nhất rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành quy đồng. Mình sẽ tương ứng nhé. Đối với phân số 7/10 ấy, thì thừa số phụ sẽ là 30 chia 10 được 3. Rồi mình sẽ nhân cả tử và mẫu với 3 này. Ra được phân số là 21/30. Tiếp, 11/15. Thừa số phụ mình sẽ lấy 30 chia 15 là được 2. Mình sẽ lấy cả tử và mẫu nhân với 2. Thì sẽ được 22/30. Đúng chưa? Sau khi quy đồng hai phân số này về hai phân số có cùng mẫu số rồi thì bây giờ mình sẽ so sánh tử của chúng với nhau. Ở đây, 21 sẽ nhỏ hơn 22, đúng không? Vì 21 nhỏ hơn 22 nên mình sẽ có phân số 21/30 sẽ nhỏ hơn 22/30 hay là phân số 7/10 của mình sẽ nhỏ hơn 11/15. Đúng không? Kết luận. Vậy 7/10 sẽ nhỏ hơn 11/15. Yes.
Ok không? Ok không? Ok nha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang ý B nhé. Ý B sẽ là âm 11, âm 1 phần 8. Và âm 5 phần 24. Hai phân số này là hai phân số có mẫu số dư nhưng mà không cùng mẫu, nên mình sẽ đi tìm bộ chung nhỏ nhất để quy đồng của 8 và 24. Ở đây mình có điều đặc biệt là 24 chia hết cho 8 nên bộ chung nhỏ nhất của nó chính bằng 24 luôn nhá. Sau khi đã tìm xong bộ chung nhỏ nhất hay là mẫu thức chung rồi, mình sẽ tiến hành quy đồng. Âm 1 phần 8 thừa số phụ sẽ là bao nhiêu nhỉ? 24 chia 8 3, mình sẽ nhân cả mẫu với 3 này, sẽ được âm 3 phần 24. Tiếp nhá, âm 5 phần 24 ấy, thì sẽ bằng âm 5 nhân với 1 trên 24 nhân 1 đúng không? Thừa số phụ là 1. Thực ra cái này không cần nhân cũng được, giữ nguyên cũng giữ nguyên nhá. Nên giữ nguyên chứ đừng nhân như cột, như này sẽ phức tạp hơn nữa. Nhưng mà để các bạn hiểu ấy, thì là phân số này nó đã có sẵn cái mẫu số của mình rồi nên mình không cần quy đồng, tiến hành quy đồng giữ nguyên luôn nhá. Rồi sau khi xong nhảy rồi thì bây giờ mình sẽ so sánh này tử với nhau này, vì âm 3 là lớn hơn âm 5 nên mình sẽ có phân số âm 3 phần 24 sẽ lớn hơn âm 5 phần 24, hay quay trở lại hai phân số ban đầu, mình sẽ có âm 1 phần 8 sẽ lớn hơn âm 5 phần 24. Chà, xong mình kết luận nhá. Vậy âm 1 phần 8 sẽ lớn hơn âm 5 phần 24. Vậy là xong. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái phần thử thách nhỏ. Phần thử thách nhỏ này do bạn Pi đặt ra, đó là muốn so sánh phân số âm 15 phần 81 và 7 phần 90 thì ta sẽ làm thế nào nhỉ? Bạn Vung thì nói là ta sẽ phải tìm bộ chung nhỏ nhất của 81 và 90 sau đó quy đồng. Đối với tìm bộ chung nhỏ nhất của 81 và 90 cũng ok thôi đúng không? Không quá khó khăn nhưng mà nó có thể là một số rất lớn. 81 thì là 9 mũ 2 là 3 mũ 4 đúng không? Còn 90 sẽ là 3 mũ 2 nhân 2 nhân 5. Đó, thế nên là mình sẽ phải lấy là 3 mũ 4 nhân 2 nhân 5. Đó là 810 à? 810 có thể là một mẫu số rất lớn đúng không? Ừ, xong các bạn nhân lên cũng vất vả đúng chưa? Ở đây bạn trò nói là bạn trò ấy, bạn ấy đã tìm ra một phương án rất rất tối ưu, các bạn cực kỳ nên chú ý đây nhá. Ở đây bạn đã tinh ý nhận ra đó là phân số âm 15,81 là một phân số âm, nó sẽ nhỏ hơn không đúng chưa? Dành cho bạn nào không hiểu ấy, thì có thể chỗ này hơi mơ hồ thì nó như này này. Cái số âm 15 phần 81 ấy, mình muốn so sánh với 0, đúng không? Đây là một phân số âm. Thì nếu các bạn hiểu luôn ấy, thì nó sẽ là bé hơn 0, đúng không? Còn sâu sang hơn dành cho các bạn ấy, là tại sao một phân số có thể so sánh với số nguyên? Vì số nguyên ấy, các bạn hoàn toàn có thể đưa về, với số 0 nhé, có thể đưa về là 0 phần 1, đúng không? Và 0 ấy muốn giống cái mẫu với 15 phần 81 thì mình chỉ cần nhân cả tử và mẫu với 81 thôi gì? Đúng không? Và nó sẽ bằng 0 phần 81. Đúng chưa? Vậy thì đối với âm 15 phần 81 và 0 phần 81 thì hai phân số này có cùng mẫu số, mà tử số của số này, của phân số này nhỏ hơn tử số của phân số này, nghĩa là âm 15 nhỏ hơn 0 nên âm 15 phần 81 sẽ nhỏ hơn 0 phần 81, hay nói cách khác là sẽ nhỏ hơn 0, đúng không? Đúng không? Vậy thì phân số là một phân số âm. Còn tương tự phân số bên kia, 7 phần 90 sẽ là một phân số dương, nó lớn không? 0 phần 90 sẽ nhỏ hơn 7 phần 90 mà. Nên là phân số âm 15 phần 81 sẽ nhỏ hơn 7 phần 90 luôn, mà chúng ta không cần phải quy đồng. Các bạn hiểu ý của cái phần thử thách nhỏ này đúng không? Nghĩa là đối với những phân số, nếu các bạn tinh ý nhận ra nó sẽ có một phân số âm và một số dương ấy, thì mình sẽ thực hiện so sánh nó với không, chứ thay vì là mình sẽ thực hiện một cách máy móc là mình sẽ quy đồng nhá. Hiểu thử thách nhỏ thì bây giờ mình sẽ giải quyết cái tình huống bên trong thử thách nhỏ đó. Đó là không quy đồng mẫu số, em hãy so sánh 31 phần 32 và âm 5 phần 57. Đó, cái này tương tự như cái bên trên thôi. Mình sẽ tiến hành so sánh nó với không, đúng không?
thử thách nhỏ nhé. Ta có 31/32 lớn hơn 0 và -5/57 bé hơn 0. Phân số dương, phân số âm này. Nên 31/32 sẽ lớn hơn -5/57. Vậy kết luận là 31/32 sẽ lớn hơn -5/57. Đó. Xong phần thử thách nhỏ nhé. Các bạn hiểu là nhớ cho cô là toán thì mình cần linh hoạt trong việc xử lý cũng như là lựa chọn phương pháp phù hợp và tối ưu nhất nha. Mục 3 nhỏ hỗn số dương nhé. Chúng ta sẽ cần tìm hiểu hỗn số dương là hỗn số như thế nào. Thì ở đây mình sẽ có một bài toán đặt vấn đề như sau. Mình sẽ chia đều 3 cái bánh cho hai bạn. Mỗi bạn sẽ được bao nhiêu phần bánh nhỉ? Đây là câu hỏi của bạn Pi. Vậy thì hoạt động số 5 sẽ yêu cầu mình là viết phân số biểu thị phần bánh của mỗi bạn. Vậy xem bạn tròn, bạn vuông sẽ được bao nhiêu phần bánh? Đơn giản thôi đúng không? Hoạt động số 5 đơn giản thôi. 5 là mỗi bạn sẽ được số phần bánh là mình sẽ lấy 3 cái chia cho 2 và viết được về 3 phần 2, đúng không? Đây chính là phân số biểu thị cho phần bánh mà mỗi bạn nhận được. Vậy mỗi bạn sẽ nhận được ba phần hai bánh, phần bánh ha, được chưa? Hoạt động số 5 xong nhá. Bây giờ hoạt động số 6, bạn trò nói là mỗi bạn sẽ được một cái bánh và 1/2 cái bánh, em có đồng ý với trò không? Đây, bây giờ cô sẽ vẽ minh họa nhà nhá. Một cái bánh này, một cái bánh này và một cái bánh. Tóm lại là mình có 3 chiếc bánh. Bây giờ mình chia cho hai bạn thì có phải mỗi bạn sẽ được một chiếc bánh này không? Đúng không? Còn một cái thì mình sẽ chia nửa ra. Một bạn được phần bên này và một bạn được phần còn lại, đúng không? Vậy thì rõ ràng là cái câu nói của bạn tròn này là hoàn toàn chính xác, đúng không? Các bạn đồng ý không? Có chứ, đúng không nào? Vậy thì thay vì việc là mình sẽ chia cái bánh ra là 3 phần 2, đúng không? Thì bây giờ mình tưởng tượng thực tế hơn, đó là mình sẽ lấy được là mỗi bạn sẽ được một cái bánh và 1 phần 2 cái bánh, đúng chưa? Vậy thì cái này chính xác sẽ được gọi là hỗn số nhé. Đây, hoạt động số 6, cô sẽ ghi hoạt động số 6 trước rồi cô sẽ với các bạn nhận xét về cái tình huống này. Ở đây mình có là em đồng ý với ý kiến của bạn tròn. Cái phần bánh của bạn tròn nói mỗi bạn sẽ được một cái bánh cộng với 1/2 cái bánh này này thì đây chính là một biểu trưng cho hỗn số. Tức là mình sẽ không đi chia ba cái bánh làm các phần làm gì cả, đúng không? Mình sẽ lấy một cái này cho bạn kia, một cái này cho bạn kia, còn cái bánh còn lại mình sẽ chia nửa ra. Hợp lý đúng không? Rất hợp lý với cái tình huống này. Thay vì việc là mình sẽ chia 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 những mỗi cái bánh ra thành hai phần, hai phần, hai phần, xong rồi mình lại lấy cho mỗi bạn ba phần. Đây này, các bạn có thấy kỳ không? Khi mà đây nhá, có ba cái bánh này. Nếu như chia lúc ban đầu nhé là mỗi bạn được 3 phần 2 đúng không? Nghĩa là mình sẽ chia cái bánh này làm hai, chia cái bánh này làm hai, chia cái này mình làm hai. Thì mỗi bạn sẽ được một phần, nghĩa là bằng 3 phần 2. Tiếp bạn còn lại sẽ được như thế. Nhưng mà chia như vậy thì nó sao nhỉ? Nó không 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 hợp lý lắm. Bởi vì chả ai đi chia như thế cả. Trong khi mình có mỗi mỗi bạn có thể hoàn toàn lấy một chiếc bánh, không cần phải bẻ đôi ra đúng không? Chỉ cần cái thứ ba là mình bẻ đôi ra thôi. Nên tình huống này mình sử dụng hỗn số là hoàn toàn hợp lý. Đúng chưa? Vậy thì hỗn số là gì? Nó chính là hỗn hợp của phần nguyên và phần phân số nhé. Để rõ hơn thì mình sẽ cùng chuyển sang cái phần tiếp theo. Phần tiếp theo của chúng ta sẽ là phần đọc hiểu để chúng ta chốt lại vấn đề về hỗn số nhé.
ta sẽ viết cái phân số 3 phần 2 dưới dạng tổng là 3 phần 2 sẽ bằng 1 cộng 1 phần 2. Và mình sẽ viết gọn là 3 phần 2 sẽ bằng 1, 1 phần 2. Trong đấy, 1, 1 phần 2 sẽ được gọi là hỗn số dương. Trong đó, 1 là phần nguyên và 1 phần 2 là phần phân số. Hỗn số 1, 1 phần 2 sẽ đọc là 1, 1 phần 2 nhé. Cách đọc là mình sẽ đọc phần nguyên trước, xong đến cái phân số đằng sau sau. Ngoài ra, mình sẽ có cách để chuyển đổi một phân số lớn hơn một ra một hỗn số, hoặc ngược lại là chuyển từ hỗn số về lại phân số. Muốn viết một phân số lớn hơn một, chẳng hạn 23 phần 5 dưới dạng hỗn số, ta sẽ làm như sau. Đầu tiên, mình sẽ đặt tính, lấy 23 chia cho 5 sẽ được 4, số dư là 3. Được chưa? Thì phần nguyên 23 phần 5, cô xin lỗi, phân số 23 phần 5 thì sẽ bằng phần nguyên là 4 cộng với phần phân số là 3 phần 5 thì sẽ bằng 4, 3 phần 5. Viết lại là 4, 3 phần 5 á. Được chưa? Đây là hỗn số mà, thì mình sẽ viết gọn lại thành như này. Tiếp theo, ngược lại, mình cũng có thể viết một hỗn số dưới dạng phân số, chẳng hạn 3, 4 phần 5. Đây là một hỗn số nhá. Mình muốn chuyển lại về phân số, các bạn sẽ lấy phần nguyên nhân với mẫu số 3 nhân 5 cộng với 4. 3 x 5 cộng với 4 trên 5, tức là 15 cộng 4 bằng 19, 19 phần 5. Được chưa? Ok không? Vậy là mình xong phần đọc hiểu nhá. Rồi, yên tâm, mình sẽ còn có những câu hỏi, những cái phần luyện tập để mình củng cố thêm à. Ở đây mình sẽ có câu hỏi là 25 phần 4 có là một hỗn số 0 thì sao? Phần câu hỏi này, hai năm phần tư là một hỗn số. Trong đó, hai là phần nguyên đúng không? Và năm phần tư là phần phân số. Đúng chưa nào? Đúng chưa? 2, 5 phần 4 là một hỗn số nhé. Trong đó 2 sẽ là phần nguyên và 5 phần 4 sẽ là phần phân số. Bởi vì tại sao lại nó lại là một hỗn số? Bởi vì nó là hỗn hợp giữa phần nguyên và phần phân số. Đúng chưa nào? Nhưng mà cô có một lưu ý cho các bạn như sau này. Cái phân số 5 phần 4 này hoàn toàn có thể chuyển về được hỗn số lần nữa. Mình sẽ lấy 5 chia cho 4 sẽ được 1, đúng không? Và dư 1. Vậy thì rõ ràng là 5 phần 4 ấy, khi các bạn chuyển về hỗn số ấy, nó sẽ là bằng phần nguyên là 1 cộng với phần phân số là cái phần số dư chia cho 1, 1 phần 4 như này này. Đó. Và viết gọn lại là nó sẽ là 1, 1 phần 4 như này. Hay nói cách khác nhé, 2, 5 phần 4 ấy, nó sẽ bằng 2 cộng với 5 phần 4, đúng không? Đúng chưa? Và tiếp tục 5 phần 4 ấy, lại được viết thành là 1 cộng với 1 phần 4. Vậy tóm gọn lại cái này nó sẽ là 3 cộng với 1 phần 4. Và viết gọn lại nó sẽ là 3, 1 phần 4. Hỗn số 3, 1 phần 4. Và thông thường ấy, người ta sẽ để cái phần phân số ấy, là cái phần mà cái phân số này phải có tử nhỏ hơn mẫu số. Hay nói cách khác là phân số này là phân số nhỏ hơn 1 nhé. Thường người ta sẽ hay để như vậy, chứ người ta sẽ không để 5 phần 4 như này đâu. Ok, các bạn hiểu chưa? Mình sang phần câu hỏi nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần luyện tập số 4. Luyện tập số 4 yêu cầu mình đó là ý A là viết phân số 24 phần 7 dưới dạng hỗn số. Nào, ý A nhé. Ta có này, mình sẽ tiến hành đặt tính trước. 24 chia cho 7 sẽ bằng bao nhiêu? 3 nhỉ? 21 dư 3. Vậy thì suy ra là 24 phần 7 sẽ được viết thành phần nguyên này cộng với phần phân số. Phần phân số ấy sẽ được cấu tạo bởi số dư là tử trên cái số chia là mẫu 7. Viết gọn lại nó sẽ là 3, 3 phần 7. Chờ. Ý A ok chứ các bạn? Xong nhá. Bây giờ đến ý B, hỗn số 5, 2 phần 3 dưới dạng phân số. Viết ngược lại đúng không? Từ hỗn số chuyển sang phân số 5, 2 phần 3. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái phần nguyên nhân với mẫu số 5 x 3 này, xong cộng với tử là 2 này. Tất cả trên cái mẫu của mình là 3. 15 cộng 2 là 17, 17 phần 3.
Đó, được chưa? Ok không? Xong luyện tập số 4 nhé. Chuyển đến phần bài tập của bài học ngày hôm nay. Bài đầu tiên, bài 6.8. 6.8 mình có cái gì? Mình cần quy đồng mẫu các phân số sau. Cách để quy đồng mẫu thì các bạn đã nắm được đúng không? Đầu tiên là mình sẽ xem những cái phân số của mình ấy, có cái phân số nào có mẫu số âm hay không. Thì ở đây cả hai phân số của mình đều là mẫu số dương, nên mình không cần bước chuyển đổi về phân số của mẫu số dương nữa nhé. Mà bây giờ mình sẽ tiến hành tìm bộ chung nhỏ nhất của hai mẫu là 3 và 7. Thì mình sẽ được là 21, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ tìm thừa số phụ nhé. Đối với tìm thừa số phụ thì mình sẽ lấy cái bộ chung nhỏ nhất đấy chia cho từng cái mẫu số 1 chia cho 3 thì sẽ được 7. Mà 21 chia cho 7 thì sẽ được 3. Đúng chưa? Sau khi xong thừa số phụ rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành quy đồng 2 phần 3 nhân cả tử và mẫu với thừa số phụ là 7 trên 3 nhân 7 thì sẽ bằng 14 phần 21. Đúng chưa? Tiếp, âm 6 phần 7 mình sẽ tiếp tục tiến hành nhân cả tử và mẫu với 3. 7 nhân 3 thì sẽ bằng âm 18 phần 21. Đó, vậy là mình đã quy đồng xong ý A, chuyển được hai phân số này về hai phân số có cùng mẫu số. Được chưa? Tiếp theo nhé, mình sẽ chuyển sang ý B luôn nhé. 6.8B này. Ở đây sẽ là phân số 5, 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 và âm 7 phần 2 mũ 2 nhân 3. Này, các bạn có thể tiến hành nhân ra cũng được. Mình sẽ làm gọn hoặc là mình sẽ giữ nguyên cũng được nhé. Thì ở đây cô nghĩ là mình sẽ làm gọn nó lại. Thì nó cũng nhỏ mà. 2 mũ 2 là 4. 4 x 9 sẽ là 36. Còn âm 7 phần 2 mũ 2 x 3 thì sẽ bằng âm 7 phần 2 mũ 2 là 4. 4 x 3 là 12. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm gọn về phân số như này rồi thì bây giờ nhận xét đầu tiên đó là hai phân số này là hai phân số có mẫu số dương, nên là mình sẽ không cần cái bước chuyển đổi về mẫu số dương nữa nhé, và mình sẽ tiến hành tìm bộ chung nhỏ nhất luôn của 36 và 7, 12. Thì ở đây mình đã có hai cái mẫu trước đấy ấy, là người ta đã phân tích ra thành tích của các thừa số nguyên tố rồi, thì mình tận dụng luôn nhé. 36 sẽ là 2 mũ 2 x 3 mũ 2, 12 sẽ là 2 mũ 2 x 3 đúng không? Thì nó sẽ là bằng 36 luôn, vì 36 chia cho 12 ha. Rồi, sau khi đã tìm xong bộ chung nhỏ nhất hay là mẫu thức chung rồi thì bây giờ mình sẽ tìm thừa số phụ nhé. Mình sẽ lấy 36 chia cho 36 à bằng 1. 36 chia cho 12 thì sẽ bằng 3, đúng không? Thì cái phân số 5 phần 36 này nó có mẫu số chung rồi nên mình không cần quy đồng nữa. Mình chỉ thực hiện nhân cái phân số thứ 2 thôi. 7 phần 12 tất cả nhân với thừa số phụ là 3, đúng không? Và nó sẽ là âm 21 phần 36. Đó. Vậy là mình đã xong ý B nhé. Của 6.8 nhé. Các bạn đều hiểu đúng không? Ok, tiếp theo mình sẽ chuyển tiếp luôn sang 6.9 nhé. Bài tập 6.9 của mình sẽ là so sánh các phân số. Thì ở ý A mình sẽ có là âm 11 phần 8 và 1 phần 24 đúng không? 6.9 nhé. Đối với cách để so sánh hai phân số mình sẽ có. Thứ nhất là các bạn sẽ cần phải quan sát thật kỹ hai cái phân số người ta cho đầu tiên. Nếu như có một phân số âm và một phân số dương thì mình sẽ so sánh hai phân số đấy với không, để mình dễ dàng hơn á, chứ mình sẽ không đi quy đồng nữa, nó sẽ tốn thời gian, mà mình hoàn toàn có thể so sánh trực tiếp với không để suy ra kết quả nhé. Còn đối với trường hợp mà hai phân số cùng mẫu thì mình chỉ cần so sánh thử với nhau. Với trường hợp hai phân số cũng dương nhưng mà khác mẫu thì mình sẽ thực hiện quy đồng hai phân số nhé. Đối với ý A này thì mình nhận định được tình hình nó là mình sẽ có một phân số âm và một phân số dương đúng không? Chính vì thế mình sẽ tiến hành so sánh nó với 1 ha. Vì âm 11 phần 8 nhỏ hơn 0 và 1 phần 24 thì lớn hơn 0. Nên âm 11 phần 8 sẽ nhỏ hơn 1 phần 24. Kết luận vậy, âm 11 phần 8 sẽ nhỏ hơn 1 phần 24 mà mình không cần phải quy đồng đúng không?
Nếu mà trong quá trình viết cô hơi mờ thì bây giờ các bạn có thể quan sát kỹ lại giúp cô nhé, 6.9A nhé. Sau khi xong 6.9A rồi thì bây giờ mình sẽ chuyển sang 6.9B nhé. 6.9B của mình ở đây hai phân số này là hai phân số dương và có mẫu số khác nhau nên mình sẽ cần phải tiến hành quy đồng mẫu trước. Nhưng mà những cái bước tiến hành quy đồng mẫu mình sẽ không làm chặt chẽ và không phải không không chặt chẽ mà ý cô là mình sẽ không làm chi tiết trình bày chi tiết như 6.8 nữa mà mình sẽ chỉ cần trình bày như sau nhé. Đầu tiên mình sẽ đi tìm bộ chung nhỏ nhất của 20 và 15. 20 thì sẽ là 2 mũ 2 nhân 5. 15 sẽ là 3 nhân 5 thì là 2 mũ 2 nhân 3 nhân 5 đúng không? 2 mũ 2 4 4 3 12 60 à. Rồi. Sau khi đã tìm được bộ chung nhỏ nhất rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành quy đồng. Thừa số phụ mình sẽ tích hợp trong bước này luôn nhé. 3 phần 20 lấy 60 chia 20 sẽ được 3 đúng không? Mình sẽ nhân cả tử và mẫu với thừa số phụ là 3. Và sẽ được 9 phần 60. Ok, tiếp 6 phần 15. Mình sẽ tiến hành nhân cả tử và mẫu với 4. Thì sẽ bằng 24 phần 60. Đúng chưa? Đó, sau khi đã tiến hành quy đồng xong rồi, mình đưa về hai phân số có cùng mẫu. Bây giờ mình sẽ so sánh tử nhé. Vì 9 nhỏ hơn 24 nên mình sẽ có 9 phần 60 sẽ nhỏ hơn 24 phần 60, hay quay trở lại hai cái phân số ban đầu, nghĩa là 3 phần 20 sẽ nhỏ hơn 6 phần 15. Vậy kết luận 3 phần 20 sẽ nhỏ hơn 6 phần 15. Ok chưa? Ok nha, 6.9B xong. Tiếp theo mình sẽ cùng nhau giải quyết luôn 6.10 nhé. 6.10 sẽ là một bài toán có lời văn. Lớp 6A có 4 phần 5 số học sinh thích bóng bàn, 7 phần 10 số học sinh thích bóng đá và 1 phần 2 số học sinh thích bóng chuyền. Hỏi môn thể thao nào được các bạn học sinh lớp 6A yêu thích nhất? Thì ở đây mình sẽ làm sao? Mình sẽ cần phải so sánh xem 4 phần 5, 7 phần 10 và 1 phần 2 số nào lớn hơn, đúng không? Thì mình sẽ ra được số học sinh thích môn nào nhiều hơn, hay là nói cách khác là môn thể thao nào được các bạn học sinh lớp 6A yêu thích nhất nhé. Thì cách so sánh thì mình đã học rồi, mình bây giờ mình chỉ cần tiến hành tuần tự các bước vừa rồi mình tìm hiểu thôi ha. Ok, 6.10. Bộ chung nhỏ nhất của ba cái số nhá là 5 này, 10 này, 2 sẽ bằng 10 đúng không? Vì 10 chia cho 2 và cho 5 mà. Ok, sau khi đấy rồi mình bây giờ mình sẽ tiến hành quy đồng nhé. 4 phần 5 thừa số phụ sẽ là 10 chia 5 bằng 2, mình sẽ nhân cả tử và mẫu với 2 và sẽ được 8 phần 10. Tiếp 7 phần 10, cái này quy đồng sẵn rồi nên không cần nữa. 1 phần 2 thì sẽ bằng 1 nhân 5, thừa số phụ là 5 nhé, và sẽ bằng 5 phần 10. Ok, xong. Khi đã tiến hành quy đồng xong rồi, bây giờ mình sẽ so sánh các tử với nhau. Vì 5 nhỏ hơn 7 nhỏ hơn 10 nên mình sẽ có phân số 5 phần 10 sẽ nhỏ hơn 7 phần 10 và nhỏ hơn 8 phần 10. Hay quay trở lại cái phân số ban đầu, mình sẽ có là 1 phần 2 sẽ nhỏ hơn 7 phần 10 và nhỏ hơn 4 phần 5. Đúng chưa? Kết luận nhé. Vậy số học sinh, môn bóng bàn là môn được nhiều học sinh lớp 6A yêu thích. Đó. Các bạn hiểu 6.10 đúng không? Chuyển tiếp nhé, mình sẽ có 6.11. Ý A, khối lượng nào lớn hơn, 5 phần 3 kg hay là 15 phần 11 kg? Ý B, vận tốc nào nhỏ hơn, 5 phần 6 km/h hay là 4 phần 5 km/h? Vẫn là một bài toán so sánh đúng không nào?
Ok, thì bây giờ tương tự thôi, mình sẽ vẫn so sánh cái phân số 5 phần 3 và 15 phần 11. Còn bây giờ mình sẽ so sánh 5 phần 6 và 4 phần 5, đúng không? Thì ở đây, bội chung nhỏ nhất của 3, 11 thì sẽ bằng 33, đúng không? Nó chính là tích có hai số này luôn, vì hai số này là hai số nguyên tố ha. Từ đấy mình sẽ có này, 5 phần 3 sẽ nhân cả tử và mẫu với 11 thì sẽ bằng 3 nhân 11 bằng 5 5 phần 33, đúng không? Ok, mình đã quy đồng xong này. Tiếp theo, 15 phần 11 sẽ bằng 15 nhân với 3 trên 11 nhân với 3 thì sẽ bằng 45 phần 33, đúng chưa? Ok, sau khi mình đã quy đồng xong rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành so sánh. Vì 45 nhỏ hơn 55 nên mình sẽ có 45 phần 33 sẽ nhỏ hơn 55 phần 33. Hay là mình sẽ có phân số 15 phần 11 sẽ nhỏ hơn 5 phần 3. Đúng chưa? Bây giờ mình sẽ kết luận nhé. Vậy khối lượng năm phần ba kg sẽ lớn hơn 15 phần 11 kg nhé. Rồi 6.11 ý A mình đã giải quyết xong. Tiếp tục mình sẽ chuyển sang ý B nhé. Ý B của mình là cần so sánh vận tốc nào lớn hơn. Vận tốc nào lớn hơn? Tiếp tục mình sẽ phải so sánh hai phân số 5 phần 6 và 4 phần 5 đúng không? À, ngoài ra các bạn cần, nhiều khi các bạn phải cần chú ý cho cô cái đơn vị nhé. Có thể nhiều lúc người ta sẽ cho không cùng đơn vị đâu. Nhưng mà ở bài toán này thì hai cái này đang cùng đơn vị là km trên giờ. Nên mình chỉ cần so sánh hai phân số với nhau thôi. 6.11B nhé. Mình sẽ tiến hành quy đồng như vậy thôi. Tìm bội chung nhỏ nhất của hai mẫu đó là 6 và 5 sẽ là 30, đúng chưa? Rồi, sau khi đã tìm xong bội chung nhỏ nhất rồi, mình sẽ tiến hành quy đồng nhé. Ta có 5 phần 6, thừa số chung sẽ là 5, đúng không? Mình sẽ lấy cả tử và mẫu nhân với 5. Thì sẽ bằng 25 phần 30, đúng chưa? Tiếp nhé, 4 phần 5, thì mình sẽ lấy cả tử và mẫu nhân với 6. Thì sẽ bằng 24 phần 30, ha? Ok, sau khi đã quy đồng xong rồi, bây giờ mình sẽ so sánh hai cái phân số này với nhau. Vì 24 nhỏ hơn 25 này, nên mình sẽ có 24 phần 30 sẽ nhỏ hơn 25 phần 30. Hay nói cách khác là mình sẽ có phân số 4 phần 5 sẽ nhỏ hơn 5 phần 6, đúng chưa nào? Đó, vậy thì kết luận là 5 phần 6 km trên giờ sẽ lớn hơn, à nhỏ hơn chứ nhỉ, mình cần tìm vận tốc nhỏ hơn ha, không phải lớn hơn nhá. Kết luận lại này, vậy vận tốc nhỏ hơn sẽ là 4 phần 5 km trên giờ. Yeah, vậy là mình đã xong 6.11 các em nha. 6.12, bảng sau cho biết chiều dài của một số loài động vật có vú nhỏ nhất trên thế giới và đơn vị của chiều dài này sẽ là đơn vị feet nhé. Và dành cho các bạn chưa biết thì một feet sẽ xấp xỉ khoảng 30,48 cm. Đầu tiên, chuột chũi châu Âu sẽ dài 5 phần 12 feet. Rơi Kitty sẽ là 83 phần 100 feet. Chuột túi có gai sẽ là 1 phần 4 feet. Và sóc chuột phương Đông sẽ là 1 phần 3 feet. Ok, thì bây giờ mình cần sắp xếp các động vật trên theo thứ tự chiều dài từ lớn đến bé, đồng nghĩa với việc là mình sẽ phải so sánh các phân số này với nhau, đúng không? Thì các bạn có thể làm theo cách đó là mình sẽ tiến hành quy đồng bốn cái mẫu số này, tìm ra bội chung nhỏ nhất của bốn số này. Nhưng mà cái cách đấy thì nó sẽ hơi vất vả trong việc các bạn nhân và quy đồng. Nên cô sẽ tách ra thành hai nhóm. Mình sẽ so sánh những cái phân số này này. Chuột chũi châu Âu, chuột túi có gai và sóc chuột phương Đông. Bởi vì ba cái số, cái mẫu số ở dưới này ấy, thì nó sẽ quy đồng một cách dễ dàng hơn. Sau khi đó mình sẽ chọn ra cái số lớn nhất trong ba cái số này, ba cái phân số này. Rồi mình sẽ so sánh với số 83 phần 100. Ha. Ok,
Thì bây giờ mình sẽ tiến hành quy đồng nhé. Ừ, hay là mình tiến hành quy đồng luôn thế nhỉ? Đằng nào mình cũng phải quy đồng mà nhỉ? Thôi được rồi, mình sẽ tiến hành quy đồng luôn thế nhé, chứ không chia nhóm nữa nhé. Ok, 6.12. Bộ chung nhỏ nhất của 12, 100, 4, 3. 12, 4, 3 thì là 12 rồi. Còn 12, 100 thì 12 là 2 mũ 2 nhân 4, nhân 3. 100 sẽ là 2 mũ 2 nhân 5 mũ 2. Thì sẽ là, chung quy lại sẽ là 2 mũ 2 nhân 5 mũ 2 nhân 3. Thì sẽ là 300 ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành quy đồng nhé. Phân số đầu tiên 5 phần 12, mình sẽ nhân cả tử và mẫu với bao nhiêu đây? 300 chia cho 12 sẽ được 25. 5, 2, 30 chia cho 2, chia cho 12. 300 chia cho 12. Cô chia cho rõ ràng rồi nhé. Đó, 300 chia cho 12, 2, 4, 2, 6, 10, 5, 25, đúng rồi. Nhân cận tử và mẫu với 25. 5, 5, 25, biết 5 nhớ 2, 5, 2 là 10, nhớ 2 là 125 phần 300. Tiếp theo, 83 phần 100. Cái này dễ nhất này. Sẽ 83 nhân thừa số phụ là 3 đúng không? Trên 100 nhân 3. 33 là 9, 83 24. 249 phần 300. 1 phần 4. 300 chia cho 4. 25 nhân 3, 300 chia 4. Đúng rồi, 25 nhân 3. Thôi cô cứ chia nhá. 7428. 75 nhân cả tử và mẫu với 75. 1 nhân 75 chia 4 nhân 75. 1 nhân 75 sẽ là 75, 4 nhân 75 sẽ là 300. Cuối cùng là 1/3 đúng không? 1/3 sẽ bằng cả tử và mẫu nhân với bao nhiêu đây? 4 nhân 100, 100. 1 nhân 100 thì sẽ là 100 phần 300. Ok. Vậy là mình đã so sánh xong cái mình đã quy đồng xong tất cả những phân số này. Bước tiếp theo là mình sẽ so sánh tử số của chúng với nhau nhé. Vì 75 là thấp nhất này. Sắp xếp theo chiều từ đâu đến đâu đấy? Từ lớn đến bé. Ok, ngược lại nhé. Mình sẽ chọn số lớn nhất là 249 này. Sẽ lớn hơn 125 này. Các bạn thấy rõ không? 249 lớn hơn 125, lớn 100, lớn hơn 75. Nên mình sẽ có 249 phần 300 này sẽ lớn hơn 125 phần 300 này, lớn hơn 100 phần 300 này và lớn hơn 75 phần 300. Chưa? Hay nói cách khác, mình sẽ quy trở lại cái phân số ban đầu. 249 sẽ tương ứng với 83 phần 100 này. 125 phần 300 sẽ tương ứng với 5 phần 12 này. 100 phần 300 tương ứng với 1 phần 3 và 75 phần 300 tương ứng với 1 phần 4. Đó. Vậy thì sau khi mình đã sắp xếp được xong những cái chiều dài của các con vật theo thứ tự từ lớn đến bé thì mình sẽ kết luận là chú rơi Kitty sẽ lớn này nhất, xong đến chuột chũi châu Âu, sau đến đến sóc chuột phương Đông và đến chuột túi có gai, đúng không? Kết luận nhá. Vậy theo chiều dài theo thứ tự từ lớn đến bé, từ lớn đến bé sẽ là, đầu tiên sẽ là rơi Kitty, sau đó đến chuột chũi châu Âu, tiếp theo là đến sóc chuột phương Đông. Phương Đông có viết tắt nhé. Và cuối cùng là chuột chũi có gai, chuột túi có gai. Rồi, vậy là mình đã xong 6.12 nhé. Sau khi thực hiện quy đồng và so sánh phân số xong thì mình sẽ kết luận
chiều dài theo thứ tự từ lớn đến bé là rồi Kitty, chuột chuỗi châu Âu, sóc chuột phương Đông và cuối cùng là chuột túi có gai. Bài tập tiếp theo nhé, 6.13. Mẹ có 15 quả táo. Mẹ muốn chia đều số quả táo đó cho 4 anh em. Hỏi mỗi anh em sẽ được mấy quả táo và mấy phần của quả táo. Cái bài toán này mình sẽ thực hiện cách chia 15 quả táo cho 4 đúng không? Lấy 15 chia cho 4 thì mình sẽ để phân số là 15/4 hay là mình sẽ để hỗn số. Thì ở bài toán này các bạn nên để hỗn số, bởi vì như cô nói từ ban đầu, giống như bài toán chia bánh thì mình sẽ chia cho mỗi bạn một cái bánh trước, xong rồi mình cái phần số cái bánh còn lại mình sẽ chia nửa ra thì mỗi bạn được 1/2 cái bánh đấy, đúng không? Thì nó sẽ hợp lý hơn là việc mình sẽ cắt hết tất cả các bánh ra xong mình lại chia từng cái miếng đấy cho mỗi bạn. Thì ở đây cũng vậy, mình sẽ chia các quả táo đấy cho các bạn, đấy là phần nguyên trước đã này, cho các anh em nữa này, xong rồi cái phần còn lại ấy, nó lẻ ấy, thì mình mới chia những cái quả táo còn lại mình cắt ra để chia lại cho các bốn phần thành bốn phần nhá. Rồi 6.13 này mình sẽ trình bày như sau. Mỗi anh em sẽ được chia, nào mình sẽ lấy 15 chia cho 4 sẽ bằng 15/4 đúng không? Và 15/4 này mình sẽ sử dụng cái cách quy đổi từ phân số ra hỗn số. Mình sẽ lấy 15 chia cho 4 này là được 3, dư 3 đúng không? Thì ở đây viết được lại sẽ là 3 cộng với 3/4, gọn lại nó sẽ là 3/4 đúng không? Hỗn số. Rồi, sau khi đã chia được hỗn số như này rồi thì mình sẽ kết luận là vậy mỗi anh em sẽ được chia 3 quả táo và 3/4 quả táo đúng không? Bên trên thì cho cô làm quả táo nhé, đơn vị là quả táo đó. Vậy thì mỗi anh em sẽ được chia 3 quả táo và 3/4 quả táo từ mẹ. Rồi, vậy là mình đã kết thúc xong cái bài học ngày hôm nay ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.